Hello, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Vừa bắt đầu rồi, đã tìm được game rồi. Tiếp tục là mình sử dụng con kỳ lân kẹo ngọt. Đây là con linh thú của mình. Linh thú may mắn, mình nghĩ là mình con đó mình để con đó mình sẽ chơi thắng nhiều. Hiện tại con đó được 2 sao, con nó đẹp, mình thấy mình thích mình để. Mình không có nạp nhiều, mình không có săn được nhiều trứng. Yeah.
tiếng đổi kia phải không? Bây giờ mình sẽ làm cái gì nhỉ? Chắc là mình sẽ làm thank you.
không?